Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 1 trong bộ sách Cánh Diều này nhé. Bài học hôm nay chúng ta sẽ học bài số 73, học vần uông, vần út. Các em hãy dở sách giáo khoa ra trang số 132. Chúng ta sẽ học vần mới thứ nhất, đó là vần uông. Vần uông gồm có âm đôi UO và âm N. Âm đôi UO đứng trước, âm N đứng sau. Vần uông đánh vần là UO N uông, uông. UO N uông, uông. UO N uông, uông. Các em hãy quan sát tranh và cho cô biết đây là con gì. À, đây là một con chuồn chuồn. Cô có từ chuồn chuồn. Các em đọc theo cô nào. Chuồn chuồn. Chuồn chuồn. Chuồn chuồn. Trong từ chuồn chuồn, tiếng chuồn có chứa vần uông. Tiếng chuồn gồm có âm chờ, vần uông và dấu huyền. Âm chờ đứng trước, vần uông đứng sau và dấu huyền đặt trên ô. Tiếng chuồn đánh vần là chờ uông chuông huyền chuồn, chuồn. Chờ uông chuông huyền chuồn, chuồn. Chờ uông chuông huyền chuồn, chuồn. Tiếp theo, chúng ta sẽ học vần mới thứ hai, đó là vần út. Vần út gồm có âm đôi UO và âm tờ. Âm đôi UO đứng trước, âm tờ đứng sau. Vần út đánh vần là UO tờ út, út. UO tờ út, út. UO tờ út, út. Các em hãy quan sát tranh và cho cô biết đây là con gì nào. À, đây là một con chuột. Cô có tiếng chuột. Các em hãy đọc theo cô nào. Chuột. 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 Trong tiếng chuột có chứa vần út. Tiếng chuột gồm có âm chờ, vần út và dấu nặng. Âm chờ đứng trước, vần út đứng sau và dấu nặng đặt dưới ô. Tiếng chuột đánh vần là chờ út chuốt nặng chuột, chuột. Chờ út chuốt nặng chuột, chuột. Chờ út chuốt nặng chuột, chuột. Chúng ta vừa học được hai vần mới, đó là vần uông và vần út. Chúng ta vừa học được tiếng và từ mới, đó là từ chuồn chuồn, tiếng chuột. Bây giờ, chúng ta sẽ bước sang phần 2 của bài học. Tiếng nào có vần uông, tiếng nào có vần út. Các em hãy quan sát hình ảnh cô chiếu trên bảng. Cô có 5 hình ảnh. Bây giờ, cô sẽ đọc nội dung ở dưới mỗi hình. Các em hãy lắng nghe, rồi tìm cho cô tiếng nào có vần uông, tiếng nào có vần út nhé. Các em hãy lắng nghe cô đọc nhé. Cá chuồn. Vuốt nhọn. Cuộn chỉ. Tuốt lúa. Buôn bã. Các em nghe cô đọc lại một lần nữa nhé. Cá chuồn. Vuốt nhọn. Cuộn chỉ. Tuốt lúa. Buôn bã. Qua phần đọc vừa rồi, các em hãy tìm cho cô tiếng có vần uông nhé. À, tiếng có vần uông là tiếng chuồn, cuộn, buồn. Tương tự như vậy, các em hãy tìm cho cô tiếng nào có vần út nhé. À, tiếng có vần út là tiếng vuốt, tuốt. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang phần 3 của bài học.
tập đọc. Hôm nay chúng ta sẽ học phần 1 của bài đọc Chuột út. Các em hãy nghe cô đọc mẫu bài để biết rõ nội dung của bài nhé. Chuột út. Mẹ bận làm bếp. Chuột út buồn, luẩn quẩn đi ra sân. Đến trưa, về nhà, nó ôm mẹ, kể. Mẹ à, trên sân có một con thú dữ lắm. Mũ nó đỏ, mỏ nhọn, mắt thô lố. Nó quát rõ to. Con sợ quá. Chuột mẹ đáp. Con thú đó rất hiền. Nó chỉ muốn đùa con. Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu luyện đọc nhé các em. Trước tiên, chúng ta sẽ luyện đọc một số từ ngữ sau. Chuột. Buồn. Luẩn quẩn. Dữ lắm. Mắt thô lố. Quát rõ to. Rất hiền. Muốn đùa. Các em nghe cô đọc lại các từ này một lần nữa nhé. Chuột. Buồn. Luẩn quẩn. Dữ lắm. Mắt thô lố. Quát rõ to. Rất hiền. Muốn đùa. Tiếp theo, chúng ta sẽ luyện đọc câu nhé. Bài đọc có tất cả 10 câu. Câu 1. Mẹ bận làm bếp. Câu 2. Chuột út buồn, luẩn quẩn đi ra sân. Câu 3. Đến trưa, về nhà, nó ôm mẹ, kể. Câu 4. Mẹ à, trên sân có một con thú dữ lắm. Câu 5. Mũ nó đỏ, mỏ nhọn, mắt thô lố. Câu 6. Nó quát rõ to. Câu 7. Con sợ quá. Câu 8. Chuột mẹ đáp. Câu 9. Con thú đó rất hiền. Câu 10. Nó chỉ muốn đùa con. Các em thân mến, bài đọc Chuột út phần 1 có 3 vai. Vai người dẫn truyện, vai chuột út, vai chuột mẹ. Vai người dẫn truyện gồm câu 1, câu 2, câu 3 và câu 8. Vai chuột út gồm câu 4, câu 5, câu 6, câu 7. Vai chuột mẹ gồm câu 9 và câu 10. Các em hãy cùng bạn bè của mình chia vai ra và cùng nhau luyện đọc theo vai bài chuột út phần 1 cho cô nhé. Bây giờ, chúng ta sẽ luyện đọc lại cả bài nhé. Chuột út. Mẹ bận làm bếp. Chuột út buồn, luẩn quẩn đi ra sân. Đến trưa, về nhà, nó ôm mẹ, kể. Mẹ à, trên sân có một con thú dữ lắm. Mũ nó đỏ, mỏ nhọn, mắt thô lố. Nó quát rõ to. Con sợ quá. Chuột mẹ đáp. Con thú đó rất hiền. Nó chỉ muốn đùa con. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu bài đọc. Đố em, con thú dữ chuột út gặp là con gì? Cô có 3 hình ảnh. Theo thứ tự từ trái sang phải là con gà trống, con chó và con mèo. Một trong 3 con vật này có con thú dữ mà chuột út đã gặp. Vậy các em hãy cho cô biết con thú dữ chuột út gặp là con gì nhé? Trong bài đọc, chuột út đã miêu tả về con thú dữ này là mũ nó đỏ, mỏ nhọn, mắt thô lố. Qua phần miêu tả này, các em đã đoán ra được con thú dữ chuột út thấy trên sân là con gì chưa? À,
Qua phần miêu tả của chuột út, cô đoán được con thú dữ mà chuột út muốn nói đến là một con gà trống đó các em à. Sau khi nghe chuột út nói, chuột mẹ đã đáp lại rằng con thú đó rất hiền, nó chỉ muốn đùa con thôi. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang phần 4 của bài học. Tập viết. Bài học hôm nay chúng ta sẽ tập viết vần uông, vần út, tiếng chuồng và tiếng chuột. Các em hãy lấy vở tập viết ra và cùng cô luyện viết nhé. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Nếu thấy video này bổ ích, hãy ấn like, đăng ký kênh và chia sẻ để mọi người cùng học tập nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.